Con số thống kê mới đây nhất từ cơ quan y tế dải Gaza cho biết, số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào vùng đất này đã vượt qua 10.000, trong đó có 4.104 trẻ em. Vừa qua, quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu của họ đã tấn công 450 mục tiêu và chiếm giữ một khu nhà của Hamas ở Gaza trong suốt 24 giờ. Bộ Y tế Gaza cho biết các cuộc tấn công mới nhất đã khiến hàng chục người tử vong, nâng tổng số người Palestine thiệt mạng lên 10.022 người. Trước tình trạng đó, các nhà lãnh đạo của Liên Hợp Quốc tuyên bố đã quá đủ rồi và yêu cầu ngừng bắn nhân đạo. Cụ thể, trong một tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc cho biết toàn bộ người dân bị bao vây và bị tấn công không được tiếp cận những nhu yếu phẩm cần thiết để sinh tồn, bị ném bom vào nhà, nơi trú ẩn, bệnh viện và nơi thờ cúng của họ. Điều này là không thể chấp nhận được. Chính vì vậy, tuyên bố nêu rõ cần một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Đã 30 ngày rồi, quá đủ rồi, điều này cần dừng lại ngay bây giờ. Tổng số 18 lãnh đạo Liên Hợp Quốc ký vào tuyên bố chung. Trong đó, có Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus và Giám đốc Viện trợ Liên Hợp Quốc Martin Griffiths. Tuy nhiên, Israel gạt bỏ áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế về việc ngừng bắn và yêu cầu Hamas thả con tin trước.